Chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Đi Làm Đúng. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái tủ điện mình mới nhận của một người khách ở tỉnh Bình Dương. Thì anh ấy yêu cầu mình lắp cho anh ấy một cái tủ đảo chiều động cơ 3 pha đấu lại một pha. Động cơ nó ra 3 dây á mọi người. Để nghĩa là 2 dây và một dây kích. Nghĩa là 2 dây nguồn vào, một dây kích thuận và một kích nghịch ha. Thì ở đây thì động cơ này là động cơ có hai ngựa ha mọi người, hai ngựa thì nó chạy tầm 10 ampe, mình chọn cái khởi này là 19 ampe. Đó, 19 ampe. Thì mặt ngoài của cái tủ thì nó đơn giản thôi, nó chỉ có một cái đèn nguồn nè. Đó, một cái công tắc chọn man và auto. Nghĩa là man là mình dùng bằng hai cái nút nhấn để đóng mở. Còn mình chính giữa là off. Còn bên trái là auto. Auto là mình dùng cái bộ điều khiển từ xa bằng remote á. Đây là cái bộ điều khiển remote của mình. Đó. Bộ remote này nó tới 4 ngõ ga lận, nhưng mà ở đây mình xài hai ngõ thôi, đóng mở được rồi. Còn cái remote nè, con mình đang cầm đây. Thì bây giờ bên trong cái tủ thì nó sẽ gồm có một cái CB 3 pha. Đó, CB 3 pha nhưng mà tôi xài 2 pha, tôi bỏ pha giữa ha. Rồi, một CB tép để bảo vệ mạch điều khiển, một cái hai khởi động từ, hai khởi động từ. Thì cái cách đảo chiều và cách đấu mà đảo chiều cái con động cơ một 3 pha đấu lại một pha 3 giây này á, thì mình có vẽ sơ lược như thế này. Có nghĩa là khi khởi đầu tiên hút, khi khởi KT này hút nè, thì lửa nguội nó sẽ cấp vào chân số 2, 1, 2 và chân số 3, chân kích đó, thì nó đi chung với chân nguội, chung với chân nguội. Còn khi mà khởi bên ca nghịch đây hút á, thì 1, 2 vẫn là lửa nguội, y thinh, nhưng mà cái dây kích nó sẽ đi qua dây lửa, nó đi chung với dây lửa, mọi người. Thì đó là cái nguyên lý đấu nói. Đây thì ở đây dưới cái CB nè, lửa nguội nè, mình sẽ đấu vào chân 1, chân 2 và chân 1, chân 2 mình của khởi bên đây mình sẽ cầu qua chân 1, chân 2 khởi bên kia. 1, 2 khởi động từ bên trái thì mình sẽ đấu vào 1, 2 khởi động từ bên phải là lửa là dây đỏ, nguội là dây đen, còn dây kích là dây kích là dây đỏ nè mà bấm đầu cốt vàng nè, đó là dây kích ha. Dây kích thì mình đấu từ 3 qua 3, mình đưa xuống đây là dây kích đây ha mọi người. Đấy là chân số 3. Rồi, khi nào mà khởi bên đây hút thì chân lửa nó sẽ cấp về chân số 1, chân số 1, nguội. Đây, nguội sẽ cấp về chân số 2. Và chân số 3 này nó sẽ đi chung với chân nguội, đây dây cầu màu vàng, là khởi thứ nhất. Thì nó chạy đây, nó sẽ chạy một chiều. Rồi, khi mà khởi bên đây hút thì lửa nguội vẫn cấp là lửa là 1, nguội là 2, nhưng mà chân kích nó là chân số 3 này. Nó sẽ đi chung với chân lửa ha, nó đi chung với lửa. Ở đây nãy là dây kích nó đi chung với dây nguội, còn bây giờ dây kích nó đi chung với lửa mọi người. Đó thì nó sẽ đảo chiều lại. Còn cái nguồn này, nguồn in này vào là cái nguồn mà mình cấp vào lửa nguội, lửa là đỏ, nguội là đen thì nó sẽ lên đầu CB này ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đóng lên ha, tôi đóng nguồn lên nè. Tôi sẽ ghim điện vào. Thì trước khi ghim điện thì tôi sẽ đậy nắp nẹp lại. Đậy nắp nẹp lại cho nó đẹp. Rồi, cái nắp nẹp thì tôi đã đậy lại rồi hết rồi. Bây giờ tôi sẽ ghim nguồn vào. Ở đây tôi có lấy hai cầm dây nhỏ và tôi ghim nguồn vào ha. Đây. Đấy. Thì khi ghim nguồn vào thì cái đèn này nó sẽ báo là nó có đèn nguồn. Rồi khi nào mà mình ốp CB tép này xuống á thì nó không có mắc đèn nguồn ha mọi người. Đấy, mắc đèn nguồn. Rồi bây giờ mình đóng CB tép lên. Là nó có đèn nguồn rồi. Thì bây giờ mình sẽ vận hành ở chế độ tay trước. Mình đặt qua đây thì mình vận hành chế độ tay, còn chính giữa là tắt, không có dùng cái nào được hết ha. Cho dù con mình nó có bấm remote thì cũng không được luôn. Đây, bấm đi con. Đó. Không được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua man trước nè, mình nhấn on. Đấy, mọi người nhấn nè. Nhấn thì chạy nè, buông ra tắt, nhấn chạy buông ra tắt nè. Đây. Đó mọi người thấy nè. Thì khách yêu cầu mình vậy, ảnh yêu cầu là cho nhân viên của ảnh bấm giữ vô thì nó đóng lại, thì nào nó muốn dừng cái cửa thì buông ra lại dừng. Đây. Đó là ở trạng thái mở. Còn đây, khi tôi nhấn ở trạng thái đóng. Đây, đóng. Rồi. Đó là vận hành bằng tay.
Còn mình sẽ dặn bà Hàm đang ở tu nè, dặn ở đây. Rồi con đẩy cái remote vô đây nè, con bấm lên rồi, đẩy remote ngay đây nè cho chú thấy. Rồi, rồi bấm, con sẽ bấm nút lên, đó là mở, à, buông ra tắt, bấm nút chi xuống là đóng, buông ra tắt, à, đó mở, mở nè, tắt nè, à, đó là vận hành bằng tự động. À. Rồi bây giờ tôi sẽ kiểm tra điện áp đầu ra, tôi sẽ kiểm tra điện áp đầu ra ha. Thì bây giờ để tôi mượn con tôi bấm luôn. Rồi tôi đo. Bây giờ tôi sẽ chỉnh thang đo điện áp. Bây giờ con bấm mũi tên lên là nó mở cho ba coi coi. Thì mình sẽ kiểm tra hai cái chân này, chân 1 và chân 2. Giữ luôn, bấm giữ luôn, bấm giữ luôn. Bấm mũi tên lên á, bấm mũi tên lên đó con. Bấm một cái à. Ờ, rồi bấm hoài luôn, bấm buông, bấm giữ vô luôn. Bấm vô luôn, bấm ừ vậy đó. Đó, thì bây giờ cái điện áp này 220 nè ha mọi người, chân 1 và chân 2 là 220. 1 và 2 là 220. Thì cái chân cái khởi này thì nó sẽ là dây vàng, nó sẽ là lửa. Lửa thì mình sẽ đo chân 3 với chân 2 thì nó cũng là 220. Đây mọi người thấy, 3 2 nè, nha. Chân 3 với chân 2. Vẫn là 220 ha. Đấy. Và 1 2 vẫn là 220. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại, bấm xuống, bấm mũi tên xuống con. Ừ, giữ luôn. Khi mà mũi tên xuống thì dây vàng này là dây mát, dây vàng là dây mát. Vậy thì mình sẽ đo là chân 1 với chân 2 là 220 nè. 1 2 là 220. 1 với 2 ha. Đây. 1 với 2 là 220. Đấy. Rồi 1 3 là 220. Tại vì vàng là dây mát rồi. Thấy không? Rồi, 2 với 3 là nó không có điện, tại vì là dây mát hết. À. Để mọi người thấy ha. Rồi, đó là mình đã test thử ok cái tủ mình rồi đó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đóng thùng và đi giao cho khách hàng của mình. À. Bây giờ trước khi mà ngưng á, thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cái bản vẽ luôn. Cái bản vẽ của cái tủ này. Bản vẽ điều khiển nha. Rồi, đây là cái sơ đồ điều khiển nè. Đấy, thì lửa cộng dây lửa nó sẽ đi qua cái CB, CB tép, và nó sẽ đi qua cái tay và công tắc ba vị trí tay và tự động. Tay thì mình sẽ đi qua nút nhấn, nút nhấn sao thường mở của nút đóng nè. Nó đi về, nó đi qua khóa chéo của con ca ngạch và đi về cuộn coi của con ca thuận là cái đóng cửa. Rồi cuộn coi còn lại, chân cuộn coi còn lại về ngồi. Đấy, thì nó sẽ lắp, mình sẽ lắp cái đèn báo ở chỗ là sao tiếp điện, sao nút nhấn, sao nút nhấn đóng đi qua đèn và đèn dừng nguội. Tương tự thì sao công tắc tay này thì đấu qua trước phần mở của nút nhấn mở, và sao nút nhấn mở thì đi về khóa chéo, thường đóng khóa chéo của con KT. Rồi sao KT thì về cuộn coi của KN và KN dừng nguội. Thì chân đèn báo thì sẽ đấu sao nút phần mở và vô chân đèn và đèn dừng nguội. Rồi khi mà mình chuyển qua ở cái vị trí tự động á, thì mình sẽ cấp nguồn cho bộ điều khiển từ xa. Rồi đồng thời từ sau cái công tắc tự động này mình sẽ cấp nguồn vào chân cơm của hai cái gờ le của trong cái bộ điều khiển từ xa. Mình lấy hai tiết điểm thường mở ha. Một thì mình sẽ đấu về chỗ chung với cái sau cái thường đợi nút nhấn đóng nè, thấy không? Còn chân thường mở thứ hai á, mình đấu về sau của nút nhấn mở, thấy không? Đó là cái bản vẽ điều khiển đơn giản thôi chứ không có gì khó hết. Rồi thì video mình chia sẻ đến đây là kết thúc đó mọi người. Hẹn gặp lại mọi người bên clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo.